Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 65, tìm phân số của một số, vở bài tập môn toán lớp 4, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 98 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Tôi cho này. Trên cây thì có 18 quả hồng. Chào Mào ăn hết 1/3 số quả hồng. Vậy thì Chào Mào đã ăn hết bao nhiêu quả hồng? À, như vậy thì các em có phải là tìm 1/3 của bao nhiêu? 18 không? Chính xác không các em? Vậy thì có nghĩa là gì? 18 nhân cho 1/3, đúng chưa? Ok, vậy thì đến đây chắc là bạn nào cũng biết làm hết rồi đúng không? 18 x 1 là 18, 18 chia cho 3 thì bằng 6. Vậy ta sẽ có kết quả là Chào Màu ăn hết 6 quả hồng nhé. Rồi, sang bài số 2 nào. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Khi được hỏi về tuổi của mình thì một bác thợ rèn cho biết: tính đến bây giờ thì tôi đã sống được 3/5 thế kỷ. Lưu ý này, 3/5 thế kỷ. Các em nhớ nha, một thế kỷ thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu năm? Một thế kỷ bằng bao nhiêu năm nhỉ? 100 năm, đúng không? Đấy, cái này mình học rồi nha. Vậy thì cái bác này này, bác sống được 3/5 của cái 100 năm này này. Rồi, tiếp tục này. Quãng thời gian thơ ấu của tôi là 1/4 số tuổi. Sau đó tôi dành 1/12 số tuổi để học nghề rèn. Khi học xong nghề rèn, tôi làm việc ở xưởng đóng tàu sắt. Tính đến nay cũng đã được tròn 40 năm tôi làm việc ở đó. Vậy thì bây giờ ta hỏi cái gì? Số tuổi của bác thợ rèn là bao nhiêu? Rồi, như vậy bài này khá là hay nha các em. Để tính được cái số tuổi của bác thợ rèn này này thì chúng ta phải đi tìm ở đây này. Tính đến bây giờ thì tôi sống được 3/5 thế kỷ. Vậy thì 3/5 thế kỷ mà một thế kỷ có bao nhiêu? 100 năm. Vậy thì số tuổi của bác là 3/5 của cái một gì? 100. Thì các em sẽ lấy 100 nhân cho mấy? Nhân cho 3/5 thôi. Có gì đâu mà khó, đúng không nào? Được chưa? Đấy. Như vậy thì đây sẽ là số tuổi của bác. 100 nhân với 3 là 300. 300 mà chia cho 5 thì bác sẽ được bao nhiêu? 60 tuổi. Ok. Rồi, tiếp tục này. Bác thợ rèn học nghề rèn trong bao nhiêu năm? Đấy, cái này này chúng ta mới cần phải gì? Chú ý này. Bác học cái thợ rèn trong bao nhiêu năm này? Quãng thời gian thơ ấu của tôi là 1/4 số tuổi. Tức là gì? Chúng ta sẽ trừ ra cái số tuổi thơ ấu của bác này là 1/4 của 6, 60. Đúng nào? Thì đây sẽ là tuổi thơ ấu của bác này. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 60 nhân cho 1/4. Như vậy thì đây sẽ là tuổi thơ ấu của bác. 60 nhân với 1 là 60, 60 chia cho 4. Như vậy tuổi thơ ấu của bác là bao nhiêu? 15 năm. Rồi, nhớ đây tuổi thơ nhé. Tuổi thơ ấu của bác, thầy làm nháp ở đây thôi, sẽ là bao nhiêu? 15 năm. Rồi, sau đó dành 1/12 số tuổi để học nghề rèn. Tức là chúng ta lại tìm bao nhiêu? 1/12 của cái 6 gì? 60 này. Đấy, tức là mình lại có 60 nhân cho
1 phần 10, 12. Đúng không? 1 phần 12 số tuổi đây này, để bác học cái nghề này. Được chưa nhỉ? Đấy, 1 phần 12. Ok. Như vậy thì mình sẽ có 60 x 1 là 60, 60 chia cho 12. Vậy thì đây sẽ là gì? Cái thời gian bác học. Bác học là mấy năm? 5 năm. Ok chưa? Khi học xong nghề, tôi làm việc ở xưởng đóng tàu sắt, tính đến nay cũng đã được tròn 40 năm làm việc ở đó. À, như vậy chúng ta chỉ điền đây là gì? Bác học nghề rèn trong bao nhiêu năm? Đấy, trong 5 năm. Xong. Được chưa? Rồi, tiếp tục còn gì nữa không? À, còn câu C nữa. Tính đến bây giờ thì quãng thời gian bác thợ rèn làm việc ở xưởng đóng tàu sắt chiếm bao nhiêu số tuổi của bác? Bác làm là bao nhiêu? 45, mà tuổi của bác là 60. Tức là gì? Chúng ta sẽ tìm cái tỷ số là 40 chia cho gì? Chia cho 60. Đúng không? 40 chia 60 thì chúng ta đưa về dạng phân số thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 40 phần 60. Đấy. Được chưa nhỉ? Bác có 45 làm việc nè. Như vậy thì chia cả tử và mẫu cho 20. Đúng rồi, chia cả tử và mẫu cho 20. Vậy thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 40 chia cho 20 thì được 2. 60 chia 20 được 3. Như vậy chúng ta sẽ còn là bao nhiêu? Thấy là bác đã dành 2 phần 3 cuộc đời của mình gắn bó với cái nghề này nhé. Đấy, 2 phần 3. Ok. Rồi, sang bài số 3 nào. Một con chim. Chim tên là chim cắt, đúng không? Nó bay 1.635 mét, hết 1/4 phút. Hỏi trung bình mỗi giây thì con chim này bay được bao nhiêu mét? Đấy, chú ý này. Ta hỏi ở đây là gì? Hỏi là giây, nhưng mà 1/4 phút này thì nó bay được cỡ bằng này. Được chưa? Như vậy thì đầu tiên á, để cho nó dễ á, thì các em chỉ cần đổi cái gì ra thôi. 1/4 phút này bằng bao nhiêu giây thôi. Đấy, các em đổi cái này ra cái là xong ngay. Dễ như ăn kẹo. Đúng không? Người ta hỏi là hỏi bao nhiêu? Mỗi giây. Vậy thì chúng ta muốn đổi được 1/4 phút bằng bao nhiêu giây ấy, thì các em sẽ lấy 1 phút thì có 60 giây. Vậy thì 1/4 chúng ta sẽ lấy là 60 nhân cho 1/4. Đúng không? Như vậy thì 60 mà nhân cho 1/4 á, thì bằng 60 chia cho mấy? Chia cho 4. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 15 giây. Đúng chưa? Đó. Như vậy chúng ta có 1/4 phút thì là 15 giây. Vậy thì con chim này này, 15 giây thì nó bay được bằng này. Vậy thì giờ mỗi giây nó bay được bao nhiêu, tính được chưa? Đây, 15 giây thì nó bay được bằng này. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời trung bình mỗi giây cái con chim cắt bay được số gì? Số mét là, được chưa? 15 giây thì nó bay được 1.635 mét. Vậy thì bây giờ một giây các em chỉ cần lấy 1.635, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 15. Ok. Đơn giản như đan rổ. Rồi các em chia nhẩm ra. 1.635, chúng ta chia nó cho 10, 15 á, thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 109 mét. Đấy, con chim bay cực kỳ là
tốc độ của nó là ngang với máy bay luôn đúng không? Một giây mà bay được cỡ này. Ok. Rồi, và mình sẽ ghi đáp. Đáp số 109 mét. Ok. Xong chưa? Rồi, sang bài 4 nào. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Ông Bưởi là chủ của một đội thuyền buồm, thuyền buôn. Ông đặt mục tiêu sau mỗi năm sẽ mua thêm những chiếc thuyền buôn để số chiếc thuyền của mình tăng thêm 1/10 số so với năm trước. Biết ban đầu thì ông có là 100 chiếc thuyền rồi. Như vậy thì ông có này, 100 chiếc thuyền, ta hỏi câu A này, số chiếc thuyền ông Bưởi đặt mục tiêu ở năm thứ 2 là bao nhiêu? Vậy thì mình thấy này, số ông đang có là 100 chiếc, mà cứ mỗi một năm á, thì ông muốn tăng thêm bao nhiêu? 1/10. Đúng không? Vậy thì cái số của năm thứ 2, thì cái năm thứ 2 ở đây chúng ta dễ dàng ta tính được thôi đúng không? Cứ một năm là gì? 1/10. Mà ông giờ ông có bao nhiêu? 100. Đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 100 nhân cho mấy? 1/10. Hay là 1/10 kem nhân 100 thì cũng vậy thôi. Chả có gì khác nhau nhiều đúng không nào? Rồi như vậy đây ta sẽ tính được cái số năm thứ 2 á. Mình sẽ lấy cái gì? Kem sẽ lấy là 100 là số ông có đúng không? Nhân lên, nhân cho 1/10 là cái mục tiêu mỗi năm ông tăng thêm. Như vậy 100 nhân 10 là 100. À xin lỗi, 100 nhân 1 là 100. 100 chia cho 10 thì bằng mấy? 10 chiếc này. Như vậy thì cái mục tiêu của năm thứ 2 ông đặt ra là mấy? 10 chiếc. Vậy thì sau năm thứ 2, sau cái năm thứ 2 á, thì ông đã có là bao nhiêu rồi? Sau năm thứ 2 thì ông đã có thêm 10 chiếc nữa đúng không? Sau cái năm thứ 2 thì ông đã có là bao nhiêu? 100 cộng thêm 10 chiếc nữa đúng không nào? Thì ông đã có là 110 chiếc. Vậy thì tiếp tục này, số thuyền buôn ông Bưởi đặt mục tiêu ở năm thứ 3. Đấy. Vậy thì năm thứ 3 lại tiếp tục là gì? Lại tiếp tục là gì nhỉ? À, 110 này lại nhân với 1/10. Ok. Được chưa? Lại số ông có của năm trước này, nhân cho mỗi năm ông đặt mục tiêu đây, 1/10. Ok chưa nhỉ? Như vậy thì 110 mà chia cho 10 thì sẽ bằng bao nhiêu? 11 chiếc nhé. Đấy, chúng ta phải chú ý này, cộng cái này vào nha. Sau cái năm thứ 2 ông có bằng đó. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được cái bài này. Và các em nhớ đừng quên là chia sẻ kênh và video đến cho các bạn nhé.